Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Tom Gun Run, let's go. Ok, let's go. Ok, nhân đôi vàng. Chạy đầu dưới phá. Đây là một má hoàn toàn khác luôn. Má này rất là đẹp. Ok, let's go. Oh man. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang phần thứ hai. Oh.
Let's go. Sẽ sang được cái thứ ba, thực hiện công phép. Let's go.
Let's go, ready go. One. OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang kênh tiếp theo. Save the gun. Save the gun. Let's go. Rồi, mình sẽ lấy cái này đi. Làm tan băng ở đây. Đóng băng. OK, đã đi qua được rồi. Wow, this was cool. Nếu mà nửa thì sẽ rơi cái này ngay. Áo đi. Một cái bạch tuộc. Ở đây súng thì nó sẽ không bị gì. Dao chém đứt luôn. Tiếp tục nào. Cái này như là một ngôi nhà ma. Vườn sơ đo. Một con rơi. Bay rồi. Một chú rồng. Rồng này rồng nửa. Let's go. Level 71. Wow. Nửa đi. Dễ thương. OK. Một con cá sấu. Xong thì nó chết không được. Cái này đi, cái này đi. Câu là một cá. Wow, ăn luôn. Rồi OK, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Bắt làm vào đâu. Bắt làm vào đâu. Let's go. Tìm trận đấu rồi. Three, two, one, oh. Rồi, đã có một nhân vật. Giờ mình sẽ xem anh ta sẽ làm gì. Anh ta đi rất là nhanh, nhưng mà anh ta không được khỏe mấy. Let's go.
vẫn chưa được bỏ nó đi. Boom. Ok, ngon đó. Thắng rồi. Ok, let's go. Good story. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Super Brawl. Đây là một tựa game 3D rất là hay và hot. Và tựa game này thì load game đầu tiên hơi chậm một chút, cho nên các bạn phải đợi một chút nha. Let's go. Get okay. Ready to brawl. 3v3. Một số 10, 1v6, 1v9. Go. Đồng men, không được. 244. Cho anh chàng này vào đây. Let's go. Wow, hai đá chết luôn. We have a winner. Chưa cần đến lộn, thắng rồi. We have a winner. Go. Ồ, vẫn còn sống à. Một phép ăn xong. Mình sẽ chọn con làng này. Ok. Một phép ăn một. Một phép ăn một rất là khó ăn. Oh, oh man. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Shadowgun War Game. Let's go. Silver bar. Mình đã lên trước bạc 3 rồi. Chuẩn bị lên vàng. Đầu tiên thì các bạn sẽ vào một cái map để các bạn tìm hiểu, sau đó thì các bạn mới vào game, chọn nhân vật rồi vào game. Ok, đầu tiên các bạn phải làm quen với cái map này. Let's go, let's go. Starting in 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Let's go. Rồi, chọn luôn nhân vật này. 5v5. Còn anh chàng này nữa, chưa chọn đi. Anh chàng cuối cùng.
Bây giờ ta có chọn không? Ok. Six, five, four, three, two, one. Okay. Fight! Nothing will stop me! Let us crush and destroy! Sao bắn mà thôi cứ chạy nghe cho nó. Oh my god, chết rồi. Biết máu quá nên không làm gì được. I will succeed. I am coming for this time, I won't be stopped. How does it feel? Let's go. Out of my way. How does it feel? Victory. Okay, thắng rồi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. PC One 3D. Let's go. Rất là nhiều map luôn. Heaven Garden.
chết được còn 2 máu thôi. Chẳng có chỗ nào ăn cái gì không? Rất nhiều đạn nhưng không có máu. Oh my god, chết rồi. Ở đây nếu súng nào ngon thì giết sẽ nhanh hơn. Nhiều nhân vật mua súng rất là đắt tiền. Wow, súng đau thật. Súng bắn rất là đau. Thắng rồi. Rồi, ok là mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.